Rồi thì bây giờ trong tủ lạnh mình chỉ còn miếng giò heo rút xương bó sẵn như vậy nè. Hôm đó mình mua rồi mình chưa có làm gì, bây giờ mình thèm bún bò Huế quá thì lấy ra nấu luôn ha các bạn ha. Mình nấu giải chiến nấu dạng mà cũng không có đầy đủ đồ. Đây có hai miếng bò, hai miếng bò này thì hôm hổm mình nấu bò kho còn dư lại đó, mình lấy ra mình nấu luôn. Đây mình chuẩn bị cái gói bột nêm bún bò Huế nè, với lại miếng gừng của hành tây xả với sa tế ha. Rồi ở đây mình rau là mình mua được hành ngò với lại cái rau ăn cái rau gì cũng biết, rau bún mùa ăn bún mùa Huế được á, giá đó như vậy thôi. Chỉ có mua được mấy hay không có rau muống bào hay là rau chuối gì hết á, ở đây nó kho không có cái mấy cái món đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào nồi để mình trụng với miếng thịt để cho nó sạch đó, cho nó đừng có bị hôi á, khi mình nấu nó không có bị đục nước. Bỏ vào đây luộc, luộc sơ thôi nha. Mình lật cái rau này kêu bằng rau gì mình cũng quên mất tiêu rồi, để mình ăn bún bò Huế nó thơm á. Ngò rí, đúng ra là ăn cái món này cũng chẳng cần ngò nhưng mà mình không có rau gì thì mình mua vậy đó. Các bạn thích ăn kèm rau nào thì các bạn mua rau đó ha. Thì nấu một cách, tại vì cái ở siêu thị hay là những cái tiệm tạp hóa nó có bán mấy cái gói gia vị để nấu bún bò bò kho rồi các bạn, thì các bạn mua về nấu vậy cho nó nhanh khỏi cần hầm xương ha. Còn nếu mà được hầm xương thì quá ngon rồi, tại ở đây là mình cũng không có kiếm được xương bò đâu, có hai miếng bò đó là nấu ra thơm mùi bò là được rồi. Cái gia vị Aji ngon nấu bún bò Huế rất là ngon các bạn, mình cũng nấu không thử mấy lần rồi đó. Đó, trong khi chờ đợi trụng cái miếng thịt thì mình đi rửa giá rửa rau. Đó, các bạn thấy không, trụng cái nước nó nổi bọt lên dơ lắm đó, mấy cái bọt này á khi mà mình nấu á, mình không có trụng vậy nè, mình để mình nấu trực tiếp á, các bạn thấy không, nó dễ đục nước lắm mà nó hôi lắm, cho nên là bạn phải trụng thịt trước ha để cho nó bớt cái mùi của cái heo á. À, bây giờ mình sẽ vớt hai cái miếng thịt ra mình rửa nè. Như vậy xong thì mình nấu cái nước lèo nó trong ngon lắm. Đó, các bạn thấy không, nước nó ra đục vậy á, chà rửa sạch sẽ như này này, mình nấu cái xương ống nữa thì mình khỏi cần cái gói gia vị ha. Còn cái nếu mà không có cái xương ống thì mình dùng cái gói gia vị. Thì ở đây củ hành tây sả gừng đồ mình cũng nướng hết nè các bạn, nướng trên chảo á để cho nó chút mình nấu cho nó thơm ha. Sả thì mình cắt khúc ra mình đập dập á, cái mình để vô mình áp chảo luôn. Rồi mình bỏ nửa củ cải trắng vào đây, mình chỉ làm tư này để cho nước lèo nó ngọt, và bỏ những cái đồ này vào đây cho nó nấu lên cho nó thơm ha. Chút nữa mình cắt cái gốc hành mình bỏ vô luôn, thì khi mình nấu chừng nào mà nó ra hết nước rồi á, thì bắt đầu mình vớt mấy cái đồ này ra là nước nó cũng sẽ trong thôi. Đó, nước sôi nè các bạn ha, bỏ cái gốc hành vô luôn nè. Nước sôi thì các bạn nhớ là canh lửa rồi vớt bọt ra nha, tại vì nấu lên nó vẫn có bọt á, mà ít ít hơn là mình khi mình không có trụng thịt đó, là mình để vô nấu nó bọt dữ lắm. Nấu thì này phải cần có sả hành đồ gừng đồ vô thì cái nước lèo nó mới thơm nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi xào sa tế, cái hũ sa tế tôm mình mua ở tiệm tạp hóa thì bây giờ mình về mình xào lại để chút xíu mình bỏ vô cái nồi cho có cái màu đẹp với lại cái mùi thơm á. Đó, bỏ miếng tỏi vô rất là đơn giản luôn.
ngon không thua gì bún bò Huế ngoài tiệm đâu nha các bạn. Ăn cho nó đã cơn thèm luôn ha. Rồi, bỏ một miếng canh vào đây thêm xíu đi. Đó, xào vậy đó. Xào một chút xíu mình bỏ vô cái nồi bún bò Huế á, trời ơi nó rất là ngon luôn. Chén đi. Rồi cắt chanh ớt đã sẵn nè. Hành tây với lại hành lá rồi mà mình cắt sẵn ra. Rồi bây giờ là mình vớt những cái thứ này ra được rồi nè các bạn. Vớt hết ra nha. Đó, các bạn thấy không? Quá trời luôn. Đó, bây giờ nước lèo của mình trong rồi nè. Xong một xíu nữa mình cũng vớt luôn mấy củ cải ra luôn, nhưng mà tại củ cải để lâu đi cho nó ngọt. Đó, giờ mình nêm 2 muỗng cà phê hạt nêm. Không phải. Cho hết cái gói bún bò Huế vô, tại vì cái gói hạt nêm bún bò Huế này nè thì nó nấu được 1 lít rưỡi, nhưng mà mình cái nồi của mình nó tới 2 lít lận. Chút xíu nữa mình nêm thêm tí xíu muối nữa nha các bạn. Thì các bạn nêm cái gói này vào rồi các bạn nếm, rồi các bạn nêm theo cái khẩu vị của gia đình của mình ha. Nêm thêm đường, mình cũng phải nêm thêm đường nữa. Đó, bây giờ mình cho một muỗng canh đường vào đây. Cho sa tế vào đây. Thì cái gói đó là nó cũng mặn mặn rồi nha các bạn, không có phải là nó lạt đâu. Nó mặn mặn rồi thì các bạn nhớ nêm cái gói đó vô trước. Rồi các bạn nếm coi là còn thiếu cái gì, ví dụ thiếu muối thì các bạn cho thêm miếng muối. À, thiếu đường thì cho thêm miếng đường, thì nêm theo cái khẩu vị gia đình của mình á. Mình thì mình cho thêm đường với tí xíu muối, với lại cái sa tế hồi nãy mình xào á. Thì thịt bây giờ cũng đã chín rồi thì mình vớt ra, chứ để trong đó là lâu quá thì nó sẽ rục, nó không có ngon. Các bạn thấy không, đó ngon quá trời luôn kìa. Rồi bây giờ mình sẽ đi luộc bún nha. Bún thì mình không có mua được bún tươi đâu, mình không ở gần chợ cho nên là mình mua cái bún gói á, ở trên Shopee á, nó có bán để là bún bò Huế khô. Thì các bạn vô đó mua đi, một bịch nó hình như 20 mấy ngàn mà nó được 5 tô các bạn. Mua cái đó về ăn no để dành nấu ăn. Bây giờ mình xắt thịt lát mỏng mỏng ra nè. Các bạn lên Shopee các bạn gõ là bún bò Huế khô là nó ra liền à. Nãy mình xé mình bỏ cái giấy nè, cho nên là quên, để cái bữa nào mình mua rồi mình quay lại lần nữa nha. Đó, thì nó bán trong đó một bịch đó là năm, nấu được 5 tô, tại vì mỗi một bịch đó là nó 5 miếng vậy đó, một miếng là một tô đó, mà mình mua hả một lần 5-10 bịch không á để dành đó ăn. Nhiều khi mình nấu bánh canh mình lấy mình nấu cũng được nữa, tại cái sợi nó cũng như sợi bánh canh vậy đó. Là nấu bún bún mắm cũng lấy cái bún nó nấu luôn. Rồi bún bò Huế đó rất là tiện, ăn rất là ngon luôn á. Rồi mình luộc rồi luộc. Các bạn luộc rồi các bạn nhớ canh lửa nha. Các bạn bấm thử, vớt một cọng lên là bấm thử. Nếu mà nó mềm mềm rồi thì các bạn vớt đổ ra để xối nước lạnh lại để cho nó sạch. Sạch cái sợi đó cho nó ráo, khô ráo. Chứ để nó xung quanh nó toàn cái chất nhựa không mà dính. Khi mình bỏ vô cái tô nước lèo nó bị đục nước. Cho nên là phải rửa bún này luôn. Rửa xong rồi bắt đầu mình để cho thật là ráo ha. Rồi bắt đầu bây giờ là nước lèo cũng xong hết rồi. Bây giờ mình cho bún ra tô luôn là mình ăn luôn rồi. Rất lẹ ha, rất là đơn giản, không có cầu kỳ gì hết trơn, rất là nhanh luôn á. Thì các bạn thích ăn rau gì các bạn bỏ vô rau đó nha. Tại vì mình đây là có rau gì mình ăn rau đó thôi. Thật sự nó cũng không có hợp lắm, nhưng mà cũng chịu thôi. Đơn giản sẽ có một nồi bún bò Huế ăn được 2 người, nhưng mà ăn tới cử trưa và cử chiều luôn, tức là khoảng 4-5 tô á. Cái này mà có rau muống với lại rau chuối nữa là ngon lắm luôn. Rồi thưởng thức thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này nha.